Kính chào quý vị các bạn đến với bản tin cuối tuần của Đài Truyền thanh thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12. Hội thảo về nâng cao chất lượng dạy và học các môn toán, văn và tiếng Anh cấp trung học cơ sở. Ghi nhận không khí khám tuyển của quân sự trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Phóng sự phường Đô Vinh giảm nghèo bền vững, xuất khẩu lao động. Thưa quý vị các bạn, chiều ngày 18 tháng 11, thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 2019. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến dự và phát biểu chúc mừng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, qua đó tôn vinh các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ, tiếp nối truyền thống lớp lớp nhà giáo đi trước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố có nhiều chuyển biến đáng kể. Hiện nay, toàn thành phố có 54 trường công lập với gần 35.000 học sinh, hơn 1.500 giáo viên. Chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng dần qua các năm. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước nâng cao. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gửi lời chúc mừng đến đội ngũ nhà giáo trên địa bàn thành phố, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành giáo dục và đào tạo thành phố đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần quyết tâm tự đổi mới, tự rèn luyện, tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh vươn lên một tầm cao mới. Tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, tạo chuyển biến cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh nói chung và thành phố Phan Rang Tháp Chàm nói riêng. Sáng ngày 20 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố để góp ý dự thảo lần 2, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng theo phương pháp truyền thống gồm hai phần. Phần thứ nhất là đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Phần thứ hai là mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới 2020-2025. Tại hội nghị, đa số các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đều nhất trí với kết cấu, bố cục, phương pháp trình bày, những nhận định đánh giá chủ yếu được nêu trong dự thảo. Phần lớn các ý kiến đóng góp bổ sung chủ yếu là phân tích, minh họa làm rõ thêm các nhận định đánh giá đã được nêu trong dự thảo. Một vài ý kiến băn khoăn về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng giai đoạn 2020-2025. Trong đó chủ yếu xoay quanh các chỉ tiêu về phát triển đô thị, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới. Nhiều ý kiến đóng góp đề nghị sửa chữa câu từ, cách diễn đạt cho phù hợp hơn. Kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Như Nguyên yêu cầu tổ biên tập báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý của các vị đại biểu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị các bạn, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, từ ngày 5 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tổ chức khám sức khỏe những thanh niên đủ điều kiện gọi khám trên địa bàn thành phố. Đa số thanh niên các phường xã đã chấp hành tốt lệnh gọi khám, ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh thành phố Phan Rang Tháp Chàm thực hiện tại phường Thanh Sơn. Là phường nằm ở nội thành, dân cư tập trung nên công tác tuyên truyền vận động thanh niên lên đường nhập ngũ trên địa bàn phường Thanh Sơn có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, do đa số thanh niên đi làm ăn xa, vắng mặt ở địa phương, một số đang học tập nên số miễn hoãn tương đối cao. Song nhờ sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng và cơ quan quân sự cấp trên, cũng như sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ khu phố nên nhận thức của thanh niên về việc chấp hành lệnh gọi khám, sức khỏe nghĩa vụ quân sự nâng lên đáng kể.
Năm nay, phường Thanh Sơn đã phát lệnh gọi khám sức khỏe cho 45 thanh niên đủ điều kiện. Không khí khám tuyển hết sức nghiêm túc, đa số thanh niên địa phương cảm thấy vinh dự khi được nhận lệnh gọi của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường. Thì đối với phương hướng tới, địa phương sẽ tiếp tục là tham mưu với Đảng ủy, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác tuyển quân năm 2020, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với trên hệ thống phát thanh của loa đài địa phương để là đưa công tác tuyển chọn cộng công viên nhập ngũ là ngày hội của toàn quân, toàn dân đối với địa phương phường Thanh Sơn. Bên cạnh đó thì chú trọng là công tác là nắm bắt tâm tư, tình cảm của các gia đình thanh niên trên địa bàn phường, từ đó là có những cái giải pháp, biện pháp để nâng cao cái công tác tuyển quân của năm 2020 và thực hiện tốt cái công tác chính sách hậu phương quân đội của địa phương. Để thuận lợi thì cũng có được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban thành phố và Ban chỉ huy quân sự thành phố cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị của địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường tham gia phối hợp cho công tác tuyển quân năm 2020, cố gắng làm sao đạt kết quả, hoàn thành chỉ tiêu công tác giao quân năm 2020 của cấp trên giao cho địa phương Thanh Sơn. Đối với công tác khó khăn thì báo cáo các đồng chí, hiện nay thì một trong cái Thanh Sơn là một trong những phường có quy hoạch khu đô thị mới, một số cái hộ gia đình, hộ dân cũng như thanh niên là hiện nay còn đang vắng cả tại phương. Bên cạnh đó là trong quá trình các thanh niên đang học hoặc là ra trường cũng chưa có về địa phương, thì địa phương đã phối hợp với các lực lượng, nhất là cảnh sát khu vực, ban quản lý các khu phố cũng như là thành viên Hội đồng quân nghĩa vụ quân sự phối hợp là động viên các gia đình đưa con em về khám tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương là đảm bảo đúng theo quy định và đạt theo chỉ tiêu. Thì trong thời gian tới thì đối với những cái khó khăn trên tiếp tục cần có sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường làm cho công tác tuyển quân của địa phương thật chặt chẽ và đúng quy trình và đảm bảo theo quy định của pháp luật, đưa cái ngày hội giao quân toàn quân của phường Thanh Sơn là ngày hội quốc phòng toàn dân trong cái thời gian tới để đảm bảo theo các cái chỉ tiêu của các cấp giao cho phường Thanh Sơn. Trong đợt tuyển quân năm nay, toàn thành phố Phan Thiết Tháp Chàm có tổng thực lực là 9.152 thanh niên. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã phát lệnh điều khám sơ tuyển sức khỏe đối với 1.562 thanh niên trong độ tuổi. Trước đó, các địa phương đã tích cực chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn cũng như công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc chấp hành nghiêm túc luật nghĩa vụ quân sự. Từ ngày 5 tháng 11 năm 2019 đến nay, chúng ta tổ chức khám tuyển ở các địa phương. Và qua công tác khám tuyển ở các địa phương thì đến nay nhìn chung là các đơn vị đều thực hiện tốt công tác niêm yết công khai các danh sách thanh niên trúng tuyển và thanh niên đủ điều kiện gọi khám năm 2020. Cho đến thời điểm bây giờ thì chúng ta khám được 8 đơn vị và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục là triển khai khám đối với phường Thanh Sơn. Nhìn chung về công tác chuẩn bị cho tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ năm 2020 được các địa phương chuẩn bị chú đáo từ công tác tổ chức tuyên truyền động viên đối với thanh niên và gia đình các thanh niên. Trong quá trình khám tuyển, chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai các mặt công tác bảo đảm, bảo vệ cho công tác khám tuyển. Đến nay, thì công tác khám tuyển trên địa bàn thành phố chúng ta thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Và có thể nói rằng công tác khám tuyển năm nay được đoàn khám cũng như các đồng chí trong hội đồng khám là tổ chức hết sức chặt chẽ, chu đáo, tránh để ra những sai sót khi chúng ta giao quân, bị phúc tra trả về và đổi bộ quân. Đối với lại thanh niên trên địa bàn thành phố thì tình hình tư tưởng và tinh thần của anh em thì được các ngành đoàn thể động viên và tuyên truyền tốt, cho nên là cơ bản các đơn vị đều đạt quân số lên khám tuyển, bảo đảm tỷ lệ tương đối cao. Còn một số em đi làm ăn xa do điều kiện chưa về thì thành phố sẽ tổ chức khám tuyển, khám vét vào thời gian tiếp theo. Và theo lộ trình thì chúng ta trong tháng 11 là chúng ta khám toàn bộ thành phố, chúng ta tổ chức khám tuyển xong và báo cáo với Thành ủy, Ủy ban về kết quả khám tuyển. Đồng thời, chúng ta chuẩn bị các mặt để rà soát và chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2020. Để công tác tuyển quân năm 2020 trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phan Thiết Tháp Chàm tập trung tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự nhằm tạo chuyển biến nhận thức, đặc biệt là thanh niên về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự, nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Theo kế hoạch, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ tổ chức khám sức khỏe tại các địa phương từ nay đến hết ngày 29 tháng 11 và tiến hành khám vét đến hết ngày 13 tháng 12 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn,
Những năm gần đây, người lao động trên địa bàn phường Đô Vinh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tăng lên đáng kể, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phóng sự do phóng viên Đài Truyền thanh thành phố Phan Rang Tháp Chàm thực hiện. Đến với gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa ở khu phố 4 phường Đô Vinh, qua trao đổi được biết gia đình ông có 4 đứa con, trong đó em Nguyễn Thị Bích Trâm sinh năm 1992, 27 tuổi là con gái út của ông Nghĩa, vừa tốt nghiệp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, sau đó xin việc làm tại một công ty, nhưng thu nhập không ổn định nên gia đình vận động các anh chị em trong nhà quyên góp cho em Trâm làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Chào cháu đến thăm gia đình và tìm hiểu về xuất khẩu lao động. Hiện nay thì gia đình của chú thì có một đứa con sau khi mà tốt nghiệp đại học của ngoại ngữ thì cháu đã làm được khoảng một năm. Thì cái lương thì và công việc thì nó chưa có ổn định. Như vậy là hiện nay nó còn gánh nặng của gia đình là nuôi là chú với vợ chú cũng như là hôm nay cũng đã lớn tuổi rồi. Cho nên vì việc đó mà con gái chú tìm kiếm công việc ổn định mà ở Sài Gòn thì cũng có nhiều công việc. Nhưng mà hiện nay với cái mức lương thu nhập thấp và hiện nay có cái phong trào là xuất khẩu lao động ở bên Nhật. Và những cái điều kiện mà thông báo của chủ tin đài của tỉnh mình cho nên cháu là đã đi xuất khẩu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh tại công ty nó đang làm việc thì qua thời gian nó đi qua bên kia thì như vậy là mới bước đầu thì nhiều là có nơi ăn chỗ ở ổn định, cuộc sống là bình thường ở bên đó và có sự đối đãi của công ty bên kia rất là tốt. Cái thu nhập hàng tháng của cháu là thông báo mọi người mọi giờ và tâm sự gia đình hiện nay là mức thu nhập của nó bình quân một tháng là 28 triệu trừ các khoản, nếu mà tăng ca thì khoảng là 43 đến 45 triệu. Như vậy cuộc sống thu nhập rất là tốt. Với công việc được giao tại Nhật Bản, em Nguyễn Thị Bích Trâm được phân công phụ trách công việc đo lường các loại sản phẩm của một công ty. Trong công việc, em Trâm luôn cố gắng nỗ lực chú tâm vào công việc được nước bạn Nhật tin tưởng và tuyển dụng chính thức. Với mức lương 28 triệu đồng một tháng, trừ chi phí ra, em Trâm còn lại 16 triệu đồng. Mấy tháng đầu, em Trâm gửi về thanh toán các khoản mà anh chị đã đóng góp, làm hồ sơ bước đầu và gửi về cho gia đình hàng tháng từ 10 đến 12 triệu đồng. Đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa đã yên tâm cho con công tác tại Nhật Bản và nhờ các khoản mà em Trâm gửi về để trang trải cuộc sống cho gia đình ngày càng khấm khá hơn, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Cũng giống như ông Nghĩa, gia đình ông Trần Quang Dũng ở khu phố 2, phường Đô Vinh, gia đình ông có hai đứa con được nuôi ăn học đến nơi đến chốn. Em Trần Thị Bảo Hòa, sinh năm 1985, năm nay 34 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa có việc làm ổn định, nên ông quyết định cho con đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với công việc được giao là may công nghiệp. Em Hòa rất tích cực trong công việc, nên được các lãnh đạo công ty may Nhật Bản tuyển dụng thời hạn 3 năm. Với mức lương từ 28 đến 30 triệu đồng, trừ chi phí ra, em Hòa gửi về cho gia đình 12 triệu đồng một tháng để giúp cha mẹ trang trải công việc trong gia đình và hỗ trợ xây dựng nhà ở. Nhờ vậy, kinh tế gia đình em Hòa ngày càng phát triển. Cảm ơn Ủy ban nhân phường cũng trong từ qua tôi nghĩ là bố của Trần Thị Bảo Hòa nghĩa là đã được quan tâm ở Ủy ban nghĩa là cũng tham gia xuất khẩu lao động đến nay đã được 14 tháng thì trong 14 tháng qua thì cháu cũng đã từ tháng 9 năm 2018 cho đến tháng 11 năm 2019 thì trong thời gian 12 tháng thì cháu cũng đã lương qua bên đó với nước bạn cũng rất là nhiệt tình xuất sáng tạo điều kiện cho các lao động Việt Nam qua làm tổ một định ăn ở tức dùng rất đầy đủ và một tháng là trả 24 triệu trừ chi phí ăn uống như là đóng bảo hiểm thì còn hết 12 triệu còn 14 triệu để dành và giúp đỡ gia đình. Tất nhiên là đến nay thì trong 14 tháng qua thì cháu cũng đã gửi về cho gia đình, thứ nhất là cũng thanh toán các khoản nợ tiền thuế chưng hết 150 triệu, rồi tiền cho đứa em tổ chức hôn nhân là 30 triệu và gửi về gia đình 30 triệu để xây sở
để xây thêm cái nhà trên để cho ta thôi mướn. Và nói chung là bữa nay các công việc chúng ta là gia đình cũng là phấn khởi, tất nhiên là cũng không có gì, cũng như là tiếp tục rồi trong cuối năm cho sự gửi tiếp cho gia đình khoảng 90 triệu nữa. Thì do đó tôi cũng nói là cũng cảm ơn các cấp như là tạo điều kiện để cho cháu nó có công ăn việc làm ổn định và giúp gia đình. Và tôi cũng nhắn nhủ với lại tất cả nước bạn rất là khắc khe trong việc làm ăn uống đi đứng, tất nhiên là anh vi phạm lại là nước Nhật sẽ tìm cách sẽ trục xuất anh. Do đó mong các người mà có sự xấu đi nên chấp hành và đường lối và các chính sách của nước bạn cũng phải được ăn đầy đủ. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh đã triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương. Trong đó, việc xuất khẩu lao động nước ngoài được nhiều hộ gia đình tự nguyện đồng ý cho con em đi xuất khẩu lao động. Riêng trong năm 2019, phường Đô Vinh có 10 lao động xuất khẩu tại các nước như Nhật Bản, Malaysia, v.v. Nhờ xuất khẩu lao động đã góp phần giải quyết việc làm trên địa bàn ngày càng nhiều, thu nhập hàng tháng của các hộ gia đình tăng, từ đó tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm. Xuất khẩu lao động là kênh thông tin giúp cho người lao động tiếp cận được các nguồn vốn vay, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hàng năm Ủy ban dân phường có ban hành các kế hoạch để mà giải quyết việc làm cho các đối tượng như bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ, thanh niên không có việc làm, để mà nhằm giới thiệu cho các em có một cái kênh thông tin để mà các em tham gia thị trường xuất khẩu lao động như Nhật Bản và Malaysia. Thì Ủy ban nhân phường vẫn kết hợp với khu phố tuyên truyền vận động để mà đưa các em để đi tham gia xuất khẩu lao động, từ đó là công tác giảm nghèo của địa phương ngày càng giảm xuống, chỉ tiêu giảm nghèo giảm xuống để mà địa phương tăng thêm thu nhập để mà ổn định cuộc sống. Phương hướng tới thì Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh cũng sẽ tiếp tục vận động các ban ngành đoàn thể, khu phố rà soát các lao động trong độ tuổi lao động để tham gia thị trường lao động, để mà nhằm cho cái số lao động này có nguồn thu nhập để gửi về cho gia đình, cũng như là giải quyết số nợ vay của ngân hàng khi mà các em không cho đi xuất khẩu lao động. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin cuối tuần của Đài Truyền thanh Thành phố Phan Rang Tháp Chàm đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn lại quý vị trong bản tin kỳ tới.